toàn đồ nóng. Đây rồi. Sao này? Còn một hộp nữa, còn một hộp nữa. Chưa gì nữa. Chưa, nó mà cao hơn. Ôi, nay giao đồng nhau. Bao tiền? 144, 144. Húm. Húm. Let's go. Ôi. Ôi, vào rồi, vào rồi. Ăn rồi. Rồi, rất cơ. Hôm nay bọn tôi sẽ mở hòm ở trong Key Drop. Và trước mặt mọi người thấy ở đây chính là sự kiện sự phẫn nộ của người lửa nha mọi người ơi. Tại sao lại trùng hợp ấy nhỉ? Được rồi. Con rồi, chào mừng mọi người đến với Key Drop nha. Đây là một trang web mở hòm CS nha mọi người. Như anh em đã từng biết thì những ai xem tôi thì cũng đã từng biết. Xem nào, hôm nay chúng ta sẽ đầu tư với mức con số là lên đến 22 triệu. Đầu tiên là sau khi tạo xong tài khoản là chúng ta sẽ có một cái hòm miễn phí. Chắc chắn nó phải phúc lợi của khách hàng mà ai chẳng có. Hòm miễn phí thì thật ra cũng đừng mong đợi gì nhiều vì miễn phí mà. Đúng rồi, mỗi một level thì đạt được một cái hòm miễn phí. Và nó sẽ reset sau 24 tiếng, mọi người sẽ được mở 12 hòm. Chính là nạp càng nhiều thì tặng càng nhiều ấy mọi người ơi. Đúng rồi. Shut up and take my money. Mỗi ngày nạp 1000 đô và là sẽ được mở 12 hòm mỗi ngày. Rồi nhá. Phí nhá. Có thể là các bạn chưa tin, thế là con mở cho bạn level 1 trước đi, chỉ cần nạp 2 đô thôi. Hả? À, alo. À đây rồi. Lo thế nhỉ? Đây. Đây, mở với giá 0 đồng. Hòm level 1. Nó cho con dao luôn thì vãi cứt này. Rồi, 0.01 đô là bao tiền hả cậu đó? 0.01 không quá nhiều tiền rồi, 2.000 con ạ. Nên nhớ nó miễn phí. Em mở luôn cho anh ô 12 xem nó khác biệt gì nào. Thật ra đây vẫn là hòm free nhưng mà tôi nghĩ là mình đúng rồi, vẫn là hòm free. Ui nhiều dao lắm đây này. Gấp 10 lần. Level xịn hơn. 100 lần đúng không? Ôi 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 ôi. Không sao, đây là hòm free anh em ơi. Thật ra nếu mà 0.3 đô mà là con dao ngay bên cạnh lúc ấy thì giờ này tôi sẽ tắt video đấy. Chưa đấu hòm vội, mình phải mở một cái hòm nào đó ngẫu nhiên ở dưới này đã. Đây, có hòm Walking Dream, Multiverse, Metropolis và Green Man. Green Man đi. Có hay là mở luôn hòm sự vấn nộ người lửa nào? Đâu sự vấn nộ người lửa đâu? Đâu? Đây này. Cái đấy là sự kiện đây tặng là hòm sự kiện phải. Đúng rồi, sự kiện mỗi ngày. 5 minutes later. À đây là mua pet này. À. Được rồi, bác không biết mua pet để làm gì nhưng mà. Được, em mua ngay cho anh con mèo đen xem nào. Mua con mèo đen cho bác. Làm gì cũng được, phải mua ngay con mèo con mèo. Mua con mèo đi. À đây là hòm, đây là hòm mèo đen. Hòm con mèo, cái giá là 8 đô. Ok, mở thử một cái nhá. Vãi trưởng hòm con mèo á. Đéo hiểu. Con mèo con mèo. 11 là cái gì? À bác lên level. À. Dao! Dao! Dừng, dừng, dừng. Hòm media hòm này. Hòm này như là con theo dõi các cái media của họ là con sẽ được tặng free luôn hay sao ấy. Hòm Facebook thế nào? Hòm Facebook là 3 đô thôi, rẻ lắm. 3 đô thôi. Từ bao giờ 3 đô rẻ vậy? Từ khi mày có số tài khoản là 1.000 đi à. Mấy anh em này coi tiền, coi thường tiền là quá rẻ mạt. Thôi mấy cái này, mấy cái này trông quá AI. Ok mẹ. Đây này, đây này, hàng nóng ở đây này, hàng nóng đây này. Ê, từ từ, YouTuber cây. Vừa còn có M3R có MV3R không? Không có rồi. Có Dương 0404 không? No. Còn đội tuyển đây này. Santares đi em ơi, anh Hoàng em đấy. Hòm anime em nào. Đâu, thích hòm gì chọn một cái đi. Thôi, nào chọn một cầu thủ bóng đá đi. Nên chọn Santares nha, đấy chính là anh Hoàng em đấy. Bọn họ không đá, cầu thủ bóng đá đâu, đá con chó cho con thôi. Anh đầu tiên lại tên khá giống thằng Ember. Hòm Santares. Đây rồi, xin khổ về sàn làm của Santares pick rồi. Chưa có vàng rồi. Không quá lãi rồi con ơi. Hay thêm phát nữa nhỉ? Thêm phát nữa đi. Thêm phát nữa thế bảo. Bắc tin. Ủa, lên cấp quá nhiều. Thế con ơi. Ui găng kìa. Ô găng tay. Găng. Khẩu này bao tiền? 22 đô. Vẫn mất. Thôi, hòm này không quá ngon. Mở cho bác hòm MV3R kia thế nào? Đâu? MV3R kìa. Ngay đầu luôn. MV3R à? Hòm này 2 đô. Sao giá trị bố mới thấp thế nhở? MV3R mà mở thế nào? Đây không phải bố mới đéo đâu. Nhưng mà nó rẻ, mở cho bác 5 hòm. Ui, con dao ngon nhá. 5 hòm luôn à? 5 hòm luôn em ơi. Húp. Quá nhiều đấy con ơi. Đéo có sao rồi. Tổng hết 3 đô con ạ. Em giá trị thấp quá em ạ. Many many minutes later. Vậy là chúng ta sẽ lại chọn các hòm để mở đồ nhá. Đồ ai giá trị cao hơn thì người đó sẽ thắng và được cầm hết đúng tiền đấy. Nếu mà thua là mình mất luôn đồ mình vừa mở đúng không? Đúng rồi, đúng mình rồi. Mất hết luôn. Nhưng mà nếu mà mình thắng ấy thì lại lắm đấy. Đây là chung mở ngay. Làm quả hòm đắt thế cơ. Toàn hòm vãi trưởng ạ, làm quả hòm này đấy. Cheap knife, một con dao rẻ. Vai. Găng vai, sau găng vai có 300 nhỉ. Thôi được rồi, tổng đống này là hết 350 đô rồi. Gặp anh boss Neko. Boss tôm thế nào? Tôm kìa, tôm và Jerry thế nào? Chết rồi, mình chọn hai cái hòm trông quá căng. Toàn đồ nóng.
Đây rồi. Này. Còn một hòm nữa, còn một hòm nữa. Chưa gì đó. Chưa, nó mà cao hơn. Ôi, hai dao giống nhau. Bao tiền? 144. Hút. Let's go. Ui, tổng được 485 này ơ. Lại được gần 200. Được đấy nhớ. Ui, cái này cái tiền được. Team 2v2 xem nào. Mẹ năm cái này đi. À, tức là nếu mà chơi đông này là mình húp được nhiều hơn đấy. Nếu mình thắng mình húp được nhiều hơn và tỷ lệ thua của mình sẽ cao hơn. Anh Tôm. Anh Tôm ngu này. Lấy anh Tôm đi. Kéo ra. Bot ở bên dưới thì sao em? Chúng con để anh Tôm là đội mình. Anh Tôm ở đội mình á? Rồi. Rồi. Tôm luôn rồi. Không sao anh ơi, để em chọn mấy thằng ngu hơn. Ok, đấu luôn rồi. Thật ra là lần này cũng hơi ít tiền nên bác không ngại đâu. Mấy anh em này coi tiền, coi thường tiền là quá rẻ mạt. Kèo này gỡ, hòm ngon, hòm ngon. Yes sir. Đây rồi. Này hòm cuối này mà thua thì bố mới bảo cho. Quấy ngu. Thôi, hai chục. Quấy ngu thật rồi. À, cái này là chọn các loại súng của mình để đổi ra một khẩu súng khác có giá trị tương đương nhưng đẹp hơn. Nào, đổi skin. Có những cái gì ở trong túi? À, đây là những khẩu tôi có. Hiện tại là mình đang ném vào đây là 150 đô và mình có thể là xáo lại được tổng giá trị là 559 đô là cao nhất. Nhưng có thể là 30 đô. Ok, đã hiểu, đã hiểu. Cho bố mấy cái hợp đồng. Bao nhiêu hiện cho tao? Chắc là lên rồi đấy. Thôi, mất một nửa thôi. Chúc mừng em nha. Còn anh nghĩ mình nên ra mở hòm tiếp. Từ từ. Nốt. À, 400 đô. Lên 1500. Chúng ta có thể lên được 1500 nhá. Em tin vào vận may của em á. Làm quả hòm Assault đây đi. Làm Assault là hòm do Osat tạo. A cầu đi. Hòm này hoàn toàn là có thể tính là free nhá. Bút chuyện. Đi nâng cấp xem nào. Nào, gộp hết vào cho tao mấy cái lẻ tẻ không phải mấy đây, 111 đây đúng không? Nào. Up lên cái 7 đô, tỷ lệ là 50-50. Thật ra cũng không 50 lắm đâu, 49.72 là cũng không 50 lắm. Đấy, x10 đấy. X10 đi, tỷ lệ này cho kinh. X10 thì còn có 10% thôi con ạ. Rồi, vào rồi, ăn con hỏi nhất cơ. Nâng tiếp ông, cho nó bon tay, húp. Mình bỏ hai khẩu ra để mình lấy Chrome Cannon. Ôi thôi, trả được rồi các bạn. Mất luôn. Chơi bố mày, bực cả mình. Bruh. Vẫn là mày à? Tao một cái gì đó đi, cho tao một cái gì đó đi để tao end video. Được rồi. Ok. Được con sao này con ơi. Trông thơm thế nhở? Trông thơm quá. Thử đây. Ôi. Cứ bình tĩnh. À, đẹp. Bình với nó. Còn keep away con sao của luôn. Thế bác cầm lại cái đéo gì? Fan đi con. Đây, keep away đây. À, hãy ước muốn một... hãy nêu ra món con muốn. Xong rồi, chờ bọn nó cho mình á. Khả năng là thế. Tôi chả còn cái gì trên cái tài khoản này cả. Đây, mà tôi còn con dao. Tôi có thể rút về tôi chơi nhưng mà đéo. Tôi quay tiếp. Quay tiếp thật không đấy? Great anh. Thôi được rồi, lấy con dao này là được. Chuẩn bị nhảy outro nào. Outro. Có rồi. Cút con rồi, outro. Dừng cao trâu vài giây lại để cho bác nói thêm câu á. Đây, số dư bác đây. Đây, bác còn không phải không. Bố mày sẽ quay lại chỗ này. Và đừng quên sử dụng mã mời tôi để ở dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất nhiều.